Chào mừng các bạn đến với góc học thứ ba trong combo ba khóa học về Google AdWords tại kina.vn do Sài Gòn thực hiện. Tôi là Mai Xuân Đạt, hiện đang là giám đốc của công ty truyền thông Thịnh Vượng hay gọi là Sài Gòn. Chúng tôi là đối tác uy tín của Google AdWords từ 2012. Cá nhân tôi thì đã tham gia giảng dạy Google AdWords được 3 năm nay. Đồng thời cũng là giảng viên cao cấp tại Học viện Digital Marketing Việt Nam, Vinalink. Hai khóa học trước trong combo và khóa học các bạn đã được học về những kiến thức nền tảng Google AdWords cũng như là những cái kỹ thuật chuyên sâu để có thể sử dụng Google AdWords một cách tiết kiệm nhất cũng như là tăng được cái hiệu quả bán hàng trên website. Tuy nhiên có một cái vấn đề là những cái nỗ lực của chúng ta khi lôi kéo khách hàng thăm website của chúng ta, xem những cái sản phẩm hay của chúng ta thì thường không được đáp ứng một cách tương xứng. Nói như này cho nó cụ thể là tỷ lệ những người vào website và tiến hành mua hàng trên thế giới là 4%, có nghĩa là cứ 100 người vào website thì sẽ có 4 người mua hàng và 96 người thì đi mất. Tỷ lệ của Việt Nam thì còn thấp hơn, chúng ta chỉ có 2%, có nghĩa là khoảng 98% là đi mất. Có rất nhiều lý do để chúng ta bán hàng, đồng thời cũng có rất nhiều lý do để khách hàng từ chối không mua hàng. Trên thực tế thì có những lý do mà có lẽ khi nghe đến thì các bạn cảm thấy sẽ rất là phí khi mà bỏ qua những khách hàng như thế. Chẳng hạn như là người ta đang xem sản phẩm của các bạn nhưng website load chậm quá và họ có việc gì đó họ đi mất. Chẳng hạn như họ đang xem sản phẩm nhưng mà lúc đó họ thích sản phẩm, tuy nhiên thời điểm đó thì họ chưa đủ tiền. Hoặc thậm chí có những cái lý do rất là kỳ cục, giả sử như họ đang xem sản phẩm của các bạn nhưng máy tính của họ hết pin, sụt nguồn và họ sẽ không nhớ được cái trang web của bạn khi mà họ muốn quay trở lại mua hàng. Như vậy là bạn mất đi cơ hội bán hàng cho những khách hàng cực kỳ là tiềm năng. Vậy thì khóa học remarketing hay còn gọi là tiếp thị lại sẽ cung cấp cho bạn một cái công cụ rất là mạnh của Google. Trên thực tế thì Facebook cũng có, đó là remarketing, là giúp các bạn tạo ra những cái banner để theo đuổi khách hàng khi họ rời khỏi website và tiếp tục lên trên online nghiên cứu về những cái sản phẩm mà bạn đang bán nhưng mà họ chưa có điều kiện mua, chưa phù hợp tại thời điểm đó. Khóa học này hoàn toàn thực sự là rất hữu ích, bởi vì theo quan điểm của mình, remarketing là một hình thức quảng cáo rất là hiện đại, rất là tân tiến. Bạn có thể biết rõ khách hàng của bạn là ai và bạn cần bán gì cho họ. Chi phí cho remarketing cũng thực sự là rất thấp. Với một cái traffic, một website với traffic khoảng 1.000 một ngày thì một tháng bạn sẽ tốn không tới 2 triệu đồng tiền quảng cáo remarketing, nhưng mà sẽ tăng được doanh số rất là nhiều. Hy vọng sẽ giúp ích được các bạn thông qua khóa học về tiếp thị lại. Đây là cái khóa cuối cùng trong combo 3 khóa học. Cảm ơn các bạn.